khắp những cái chết khiến fan đau buồn nhất trong Chainsaw Man. Chainsaw Man, một bộ manga về cuộc chiến của những con quỷ, đang làm điên đảo tâm trí người đọc bởi độ hấp dẫn, kịch tính, máu me mà nó đem lại. Kể về cuộc lội ngược dòng của anh chàng Denji khi bị quỷ cưa hòa nhập và trở thành một cá nhân của đội săn quỷ, tiêu diệt những mối hiểm họa cho loài người. Nhưng đã là một trận chiến giữa nhiều cá nhân với nhau thì không thể nào tránh khỏi thương vong. Đến với clip này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về top những cái chết khiến fan đau buồn nhất trong Chainsaw Man. 1. Aki. Có thể nói Aki nhỏ thứ hai thì không ai thứ nhất, khi cả cuộc đời của cậu giống như một trò đùa. Dần dần những người cậu yêu thương đều xa rời cậu. Từ cái chết của gia đình và người em đã biến cậu trở thành đứa trẻ mồ côi và truy lùng quỷ sũng để trả thù cho những người cộng sự. Cũng như người thân Himeno cũng đã hy sinh tính mạng, đến cả Makima đã phản bội cậu, thâu tóm và biến cậu mất đi ý thức để trở thành quỷ sũng, phục vụ mục đích giết Denji của ả. Tất cả mọi chuyện xảy ra đến với cậu thật khiến người đọc cảm thấy tội nghiệp cho một mảnh đời, luôn phải vướng vào đau thương. Và đau khổ nhất chính là mục tiêu trả thù quỷ sũng, đến cuối cùng bản thân lại là con quỷ mình muốn giết. Vì bị điều khiển bởi ả Makima nên giữa Denji và Aki đã xảy ra một trận chiến không ít thương vong. Và trong trường hợp ấy, bất đắc dĩ Denji phải giết Aki, tuy không phải lỗi của ai trong cả hai, nhưng nó sẽ để lại một quá khứ đau buồn trong Denji, trong lòng người đọc bởi tình bạn đẹp đẽ của hai người, bởi cuộc đời bất hạnh của Aki. 2. Angel. Sở hữu quỷ thiên thần, Angel cũng giống như Aki khi cả hai đều bị Makima lợi dụng niềm tin để phục vụ mục tiêu của ả ta. Quá khứ của Angel có thể nói là đã vô cùng tốt đẹp ở một ngôi làng nhỏ, cho đến khi ả Makima xuất hiện. Chính cô ta đã dùng khả năng của mình để chi phối Angel, khiến cậu ra tay tiêu diệt hết cả ngôi làng và cả gia đình cậu thương yêu. Đau buồn hơn, Makima đã xóa hết toàn bộ ký ức khi đó của Angel, khiến cậu cảm thấy Makima vô cùng đáng tin và luôn tin tưởng Makima cho đến hiện tại. Đến lúc nhận ra mọi chuyện thì cậu đã vô cùng căm phẫn, nhưng biết làm sao được khi Angel đã mất đi hai cánh tay sau trận chiến với quỷ, vẫn bị ả Makima chi phối để phục vụ mục đích như Aki. Còn gì đau hơn khi biết người mình luôn tin tưởng lại chính là người khiến mình phải giết cả gia đình. Và đau buồn hơn là đến cuối đời vẫn phải trở thành con rối cho kẻ đó, lãnh chịu cái chết đau thương mà đáng ra mình không nên có. Các bạn nhớ đón xem phần 2 nhé!